Học với nhau nhé. A is apple. Yeah. B is book. Yeah. C is cơm. Cơm á? Sao gọi là cơm? Học tiếng Anh nhưng mà sao lại là cơm? Sao còn chẳng tập trung gì cả thế này? Thế này thì làm sao mà học được giỏi tiếng Anh cả Thúy Nam? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ở nhà mùa dịch thế nào ạ? Tuấn Tú thì cảm thấy khá là căng thẳng, đặc biệt là cái việc mà phải ở nhà để dạy các bé học. Và Tú và vợ Tú thì rất là quan tâm đến cái việc học, đặc biệt là học tiếng Anh của bé Pizza. Tú thấy rằng các bé bị bất lợi khi mà không được đến trường, không được tiếp xúc với các thầy cô giáo và đặc biệt là với các bạn sẽ khó tiếp thu hơn. Chính vì thế mà Tú cũng phải tìm hiểu rất là nhiều, đặc biệt là tìm hiểu về các cái app để học tiếng Anh dành cho các bé. Và Tú đã tìm thấy một cái app này rất là hay, đó là Edupia, là app học tiếng Anh online dành cho các bé ở bậc tiểu học, rất là phù hợp với bé Pizza nhà Tú. Và bây giờ thì Tuấn Tú sẽ mời các bạn sẽ cùng xem là bé Pizza sẽ học cái app tiếng Anh Edupia này như thế nào nhé. Cái điều rất là hay của Edupia đó chính là các cái giáo trình của Edupia dạy là bám rất là sát với các cái giáo trình của sách giáo khoa mà các con đang học ở trường. Chính vì thế mà Edupia sẽ làm cho các con có thể tiếp thu các cái bài giảng ở trường tốt hơn. Cái điều mà Tuấn Tú cảm thấy rất là thích khi mà cho bé Pizza học trong nền Edupia là bởi vì tất cả những giáo viên của Edupia đều là những người bản ngữ là tiếng Anh hoặc là tiếng Mỹ. Chính vì thế mà các cách phát âm của các bé đều nghe rất là chuẩn, không bị lai với các cái tiếng Anh khác nhau. Chính vì vậy mà Tú rất là tin vào Edupia khi mà dạy con Tú học online nhỉ. Và một điều nữa mà Tú cũng rất là thích ở trong cái app là Edupia này, đó chính là iSpeak là một cái phần mềm mà Tú thấy bé Pizza rất là thích, đó là bé Pizza sẽ đọc ở đó để các thầy các cô ở trên đó cũng như là dùng cái Google để có thể chỉnh cho bé phát âm chuẩn nhất và sẽ đánh dấu đỏ những cái phần nào mà bé Pizza phát âm sai. Và tôi thấy rằng đây là một cái cách học trực tuyến rất là tuyệt vời của Edu. Ok, bây giờ con đọc thử nhé. Rabbit, fox, elephant, giraffe. Rhino. Đặc biệt là Edupia đã tạo cho bé Kỳ Nam một cái môi trường để cháu có thể tự phát triển bản thân của mình. Nếu bố mẹ nào có ý định đang tìm cho các bé nhà mình một lớp học online tiếng Anh cho bậc tiểu học thì hãy tham khảo Edupia, chương trình mà bé Kỳ Nam và Tuấn Tú đang học nhé. Hơn nữa là với Edupia, Tuấn Tú sẽ thấy rằng đây là một app mà online tiếng Anh dạy tiếng Anh rất là chất lượng, uy tín và đặc biệt là giá thành lại rất là hợp lý nữa. Các bố các mẹ hãy nhanh tay để có thể tải ứng dụng cũng như là cho các con học Edupia nhé. Chương trình cam kết hoàn tiền 100% cho Tuấn Tú nếu như con học không tiến bộ sau 3 tháng. Với cái sự cam kết chắc nịch như thế này thì Tuấn Tú tin chắc rằng các thầy cô giáo ở đây đang rất tự tin về chất lượng giáo dục của Edupia. Không chỉ quan tâm đến các bé đâu mà Edupia còn quan tâm đến cả tâm lý của phụ huynh, vừa muốn tìm cho con em mình một chương trình học thật tốt, vừa quan tâm đến chất lượng giáo dục dành cho các bé.